À, đây là cái hình ảnh mà người ta trồng nhân sâm trên cái đất rừng nguyên sinh tại Canada. Thì chúng ta nghe về nhân sâm chúng ta thường nhắc đến Hàn Quốc, nhưng mà Hàn Quốc cái nguồn đất đai của họ rất là có hạn. Cả một cái đất nước Hàn Quốc ấy thì diện tích nó chỉ bằng 1 phần 10 cái tỉnh Ontario, là cái tỉnh mà trồng nhân sâm của Canada thôi. Chỉ có tại Ontario thì nhân sâm mới được trồng trên đất rừng nguyên sinh, có nghĩa là cái đất đó trước đây chưa bao giờ được trồng nhân sâm cả. Và cái nguồn nhân sâm được trồng trên những cái mảnh đất như vậy, nó có cái nguồn dưỡng chất cực kỳ cao, đặc biệt là những cái hàm lượng glycerosit so với lại nhân sâm châu Á là cao hơn rất là nhiều. 1 kg nhân sâm Canada thì nó chứa đến 40 đến 60 gram cái glycerosit, tức là cái chất sâm ấy. Cái còn sâm châu Á thì nó chỉ chứa từ 20 cho đến 40 gram chất glycerosit trên 1 kg mà thôi. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là từ trước lai đấy, chúng ta nghe về nhân sâm, chúng ta biết về nhân sâm ấy chủ yếu là qua các phương tiện truyền thông, và chúng ta trong hàng trăm năm chúng ta chỉ biết đến nhân sâm Hàn Quốc mà thôi, cho nên chúng ta không biết gì đến nhân sâm khác. Thực tế thì nhân sâm Canada nó chiếm đến 85% thị phần của thị trường nhân sâm cao cấp thế giới, cho nên đấy Canada mới là thủ phủ của nhân sâm cao cấp trên thế giới chứ không phải là Hàn Quốc nha. Và nhìn vào cái quỹ đất của Canada và Hàn Quốc ấy, chúng ta có thể đoán định được cái tương lai của ngành nhân sâm, tương lai của thủ phủ nhân sâm trên thế giới này nó thuộc về đâu rồi, đúng không ạ? Một cái điều đặc biệt nữa đấy là cái nhân sâm Canada hoặc là nhân sâm Bắc Mỹ, nó mới chính là cái dòng nhân sâm duy nhất có cái tính mát rất phù hợp với lại người Việt Nam chúng ta. Chúng ta biết là người trưởng thành Việt Nam chúng ta có đến 48% người trưởng thành là bị huyết áp cao, cho nên đấy là những dòng nhân sâm mà có tính chất mát và giúp gì điều hòa và giảm được cái huyết áp cao đi là một một cái loại báu vật thực sự. Đó là lý do mà Phát đã lựa chọn nhân sâm Canada làm cái nghề nghiệp của mình cho hàng chục năm tương lai về sau.